cái khu vực này đáng ra đó là mình phải không có cho xe vô ha, cho nó thoáng. Thầy Trọng đã rất là sáng tạo khi mà đi con đường đó. Đây là trước mặt của mình là cái cầu Trần Thị Lý mọi người. Thì hồi lúc trước á là mình đi thẳng là lên cầu luôn nha. Bây giờ là nghe nói là họ làm một cái hầm chui á, tức là để giảm cái mật độ giao thông chỗ này nè. Tại vì cái tuyến này nó đâm thẳng ra cái sân bay đó, tuyến như cái tuyến trung tâm á, mà cái chuyện mở rộng qua hai bên thì nó khó khăn á. Do đó là người ta quyết định người ta làm một cái hầm chui, nhưng mà mình chỉ nghe nói thôi. Còn thực tế như thế nào á thì bây giờ mình gần tới rồi đó, mình sẽ coi thực tế nó có cái hầm chui đó không. Hầm chui thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà mình chui như thế nào thì mình tìm hiểu ở trên báo thì mình thấy là mình muốn lên cầu á là mình phải chui, mình phải chui xuống hầm thì mình mới lên cầu. Thì bây giờ một sở thị luôn nha, mình sẽ đi các bạn xem. Ở bên đây là một cái Royal Lotus Hotel đó. Qua rồi. Cái tuyến này mà nếu mà trở lại được á, thì nên mở rộng gấp đôi. Đây là một số con đường nhánh của nó nè. Nó cong á, người ta sửa lại cho nó thẳng á. Rồi, chuẩn bị tới nha, chúng ta có cái hầm chui không? Hầm chui thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà chui như thế nào thì mình phải coi thôi. Vấn đề của mình chui không? Chui không? Ủa sao mình không thấy là nó chui ta? Vậy là nó không phải là cầu Trần Thị Lý rồi. Ồ, sầu riêng. Lên coi. Đó, trước mặt của bạn là cầu Trần Thị Lý đó. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ có một cái trụ ở giữa thôi. Đây, bắt đầu phải chui nè. Coi có đường đi nha. Đi đâu? Đi thẳng quá, phải đi thẳng chứ hả? Đây là cái giao lộ lớn đó nè. Bây giờ là mình sẽ băng qua bên kia. Mà không đàng hoàng chút xíu nữa mình tới Hội An luôn á. Ok, nói đùa thôi. Wow, nguyên một cái dãy nhà đó, như cái đồi vậy ta, mình nhìn nó như cái đồi vậy đó. Rồi bắt đầu cầu Trần Thị Lý xuất hiện rồi. Vấn đề của chúng ta là có chui hầm hay không. Sao mình thấy có cảm giác như không có chui hầm ta? Nó lên luôn rồi kìa. Ủa vậy là cái hầm nó nằm bên cánh bên kia sao? Bên đây là đâu có chui hầm đâu đúng không? Giới thiệu với mọi người, đây là cầu Trần Thị Lý. Một cái cầu mà không thể nào mà nói là từ đẹp nữa. Nó là quá đẹp. Đây. Viên nha. Coi cái xe đó thì chồng ơi. Nó không thể gọi là đẹp nữa, mà quá đẹp, quá xuất sắc. Như vậy là cái hầm chui là nó phải nằm góc bên kia. Mình biết chắc chắn phải có hầm chui. Đây, bên đây là cầu Rồng đây. Đây là cầu Rồng. Đó, cầu Rồng. Đó, ông cầu Rồng đó. Yeah. Đây là cái dòng xoay. Đây là cái cầu. Các bạn nhìn có một trụ một duy nhất thôi, mà không biết làm sao mà nó đỡ nguyên cái cầu được á. Cực kỳ á các bạn. Lợi hại vô cùng. Như vậy là cái hầm chui nó sẽ nằm bên cánh bên đây. Vậy là cơ bản là mình chạy cặp cái công viên này nè thầy chồng.
là mình đi về tới chỗ mình á, khỏi phải tra bản đồ. Wow, cầu đẹp quá. Mình cũng thông qua mình nói là Đà Nẵng là thành phố của những cái cầu cũng được đó. Nó có những cái cầu nó quá đẹp rồi. Ủa cái hầm chui đâu? Quá trời nó đẹp. Đó cái hầm trước mặt rồi không? Đó hầm đó. Mình về đây đi nha, về cầu Rồng đi, 2 km rẽ phải đây, hầm đấy, đây các bạn, hầm nè, hầm nè, hầm chui nè đó. Và thấy hầm không, cây gậy của mình là dương là 1m2 rồi đó, các bạn thấy cái hầm chưa? Ok ok rồi, ôi ơi, quẹo đi. Hay quẹo dưới không? Đây 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 đây. Quẹo đi, quẹo đi. Rồi, quẹo đường này, chạy cặp công viên nha. Là mình sẽ xong này xong hàng nè các bạn. Đó. Cầu này cầu Trần Thị Lý, cái cầu đẹp. Đẹp nhất chúng ta cái cầu á. Rồi bên đây là cầu Rồng, ở đây là công viên nè, công viên này là Đà Nẵng là cũng tự hào về công viên rồi lắm. Họ xây công viên quá tuyệt vời luôn. Nó có những cái bao lơn đó, nó bao la ga đó, nên làm cho người ta là rất là thoải mái khi người ta đi á. Rồi cái đường này thì mình cứ đâm thẳng nè các bạn, là mình sẽ về tới cái nơi là mình ở và là đại bản danh của mình á. Hôm nay là các bạn đi với mình là cũng quá nhiều không? Đây công viên của họ đây nè, không? Họ có những cái bao lơn ra như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Nó rộng như thế đó đó. Sông Hàn và cầu Rồng. Ok. Đây cũng là một cái tuyến đường đẹp, nhưng mà đẹp, chắc đẹp thứ hai ở thành phố Đà Nẵng quá. Là đường cặp sông Hàn. Cái đường này cũng có tên là đường Bạch Đằng. Đường Bạch Đằng, cầu Rồng. Các bạn nhìn qua quang cảnh bên kia sông nha. Đó. Đẹp ghê hồn. Ok. Rồi chúng ta dần dần tới chân cầu Rồng rồi đó. Nhớ ngay thầy chọn bọc vô sát với sông nha. Để vô cái đường một chiều đó. Đường này đang là đường một chiều á. Đây khu vực này là khu vực mà ngã 1, 2, 3, 4, 5, chắc ngã 5, ngã 6 rồi đó. Chưa tính trên cầu Rồng xuống nữa. Mình làm sao mình bắn qua bên kia luôn. Không có lên cầu Rồng nha. Ok. Rồi, trước mặt của mình là VTV8. VTV8. VTV8 nè. À. Đây là cái sự lợi hại của Action 4 đó các bạn. Quay tiếp ở trên cao quay xuống luôn đó. Nhờ cái gậy của nó đó mình sẽ quay cho bạn những cái thước phim rất là hay ha. Mà không có, bạn chỉ có cái live cam thì bạn mới quay được những cái thước phim này thôi, còn mình là mình dùng gậy mình quay á. Rung lắc hay không mình không biết, nhưng mà chắc không rung đâu. Đó là du thuyền hả? Du thuyền hả? À, thầy Trọng nói là bên đây có cái du thuyền đó, cái du thuyền đó. Ok, đây là tiếp tục một công viên nè, đây là một cái bao lơn nữa ra nữa nè, thấy không, rất là đẹp luôn.
Wow. Wow, mình đã đi một cái đoạn cũng khá là xa nha. Từ Võ Nguyên Giáp mình bọc qua bên đây là Bạch Đằng luôn. Rồi, khu này là khu trung tâm đó nha, trung tâm đó. Rồi chuẩn bị mình tới cái cầu xoay rồi đó. Cầu xoay. Cầu xoay. Wow. Nó mát thế ta. Nó mát đã rồi chứ ha. Bên đây thì khách sạn hay là hotel người ta cũng tập trung nhiều nè. Như vậy là mình còn có một cái thắc mắc, chắc chắn các bạn sẽ có một thắc mắc thì mình gợi ý luôn cho các bạn nghe. Như vậy là tất cả những cái khu resort ở Đà Nẵng nằm ở đâu? Đây rõ ràng là các bạn thấy mình đi mình chưa thấy đúng không? Thì cái khu resort nó sẽ nằm cái hướng là mình về Quảng Nam đó các bạn. Thì mình sẽ quay cái khúc những cái khu resort ở đó cho các bạn xem nha. Còn đây là gần kết thúc cái lộ trình của mình rồi, cũng gần tới cái khách sạn mình ở rồi. Thì phía trước của bạn là cái cầu xoay á, màu xanh xanh đó. Đấy. Rồi tới đây là mình cũng kết thúc cái hành trình đi dọc những con đường đẹp ở thành phố Đà Nẵng cho các bạn xem nha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.